Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày, lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh. Đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tổng hợp chương 5, Giáo hội bước đầu của nước trời. Phần kỹ thuật. Đức Giê-xu về thăm Nazareth. Khi Đức Giê-xu kể các dụ ngôn ấy xong, Người đi khỏi nơi đó, Người về quê giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sừng sốt và nói: bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria? Anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judah sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-xu bảo họ: ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi. Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin. Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-xu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: đó chính là ông Gioan Tẩy Giả, ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Philip-phê, anh của nhà vua. Ông Gioan có nói với vua: ngài không được phép lấy bà ấy. Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ ông đến lấy thi hài ông, đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-xu. Nghe tin ấy, Đức Giê-xu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo Người. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giê-xu bảo: họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo: đem lại cho Thầy. Rồi sau đó Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng và bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu gom lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Đức Giê-xu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc Người giải tán dân chúng,
Giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: "Ma đấy!" và sợ hãi la lên. Đức Giê-xu liền bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ." Ông Phê-rô liền thưa với người: "Thưa ngài, nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài." Đức Giê-xu bảo ông: "Cứ đến." Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giê-xu, nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ. Và khi bắt đầu chìm, ông la lên: "Thưa ngài, xin cứu con với." Đức Giê-xu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém tin vậy, sao lại hoài nghi?" Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói: "Quả thật ngài là con Thiên Chúa." Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Gennesaret. Dân địa phương nhận ra Đức Giê-xu liền tung tin ra khắp vùng. Người ta đem đến tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi. Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: "Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa?" Người trả lời: "Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa." Những kẻ đạo đức giả kia: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông. Dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân." Sau đó, Đức Giê-xu gọi đám đông lại mà bảo: "Hãy nghe và hiểu cho rõ. Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế." Bấy giờ, các môn đệ đến gần Đức Giê-xu mà thưa rằng: "Thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy." Đức Giê-xu đáp: "Cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi, cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố." Ông Phê-rô thưa với người: "Xin thầy giải thích dụ ngôn cho chúng con." Đức Giê-xu đáp: "Cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao? Anh em không hiểu rằng bất cứ cái gì vào miệng thì xuống bụng, rồi bị thải ra ngoài sao? Còn những cái gì từ miệng xuất ra là phát xuất tự lòng. Chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế, vì tự lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cắp, làm chứng gian và vu khống. Đó mới là những cái làm cho con người ra ô uế. Còn ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế." Ra khỏi đó, Đức Giê-xu lui về miền Tia và Sidon. Thì này,
có một người đàn bà Canaan ở miền ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi, đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm. Nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giê-xu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi. Đức Giê-xu xuống khỏi miền ấy, đến ven biển hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giê-xu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giê-xu hỏi: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 chiếc bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh và 7 con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 7 thúng đầy. Số người ăn có tới 4.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ nhỏ. Sau khi giải tán đám đông, Đức Giê-xu lên thuyền sang miền Maganda. Bấy giờ có những người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Sa-đốc lại gần Đức Giê-xu và để thử người, thì xin người cho thấy một dấu lạ từ trời. Người đáp: Chiều đến các ông nói ráng vàng thì nắng, rồi sớm mai các ông nói ráng trắng thì mưa. Cảnh sắc bầu trời thì các ông biết cắt nghĩa, còn thời điểm thì các ông lại không cắt nghĩa nổi. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Rồi người bỏ họ mà đi. Khi sang bờ bên kia, các môn đệ quên đem bánh. Đức Giê-xu bảo các ông: Anh em phải cẩn thận, phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Sa-đốc. Các môn đệ nghĩ thầm rằng: Tại chúng ta không đem bánh. Nhưng biết thế, Đức Giê-xu nói: Sao anh em lại nghĩ đến chuyện không có bánh? Người đâu mà kém tin vậy? Anh em chưa hiểu ư? Anh em không nhớ chuyện 5 chiếc bánh nuôi 5.000 người sao? Và anh em còn thu lại được bao nhiêu? Rồi chuyện 7 chiếc bánh nuôi 4.000 người nữa, và anh em còn thu lại được bao nhiêu thúng? Tại sao anh em không hiểu rằng thầy chẳng có ý nói về bánh? Khi thầy nói, anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và Sa-đốc. Bấy giờ các ông mới hiểu là người không bảo phải coi chừng men bánh, mà phải coi chừng giáo lý Pha-ri-sêu và Sa-đốc.
Khi Đức Giê-xu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, Người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giê-xu lại hỏi: Còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giê-xu nói với ông: Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục và các thượng tế kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: Xin Thiên Chúa thương đừng để thầy gặp phải chuyện ấy. Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô: Satan, lui lại đằng sau thầy, anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của loài người. Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị. 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê, Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời, và y phục người trở lên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Lạy Ngài, chúng con ở đây. Thật là hay, nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây 3 cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: Đây là Con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ, Đức Giêsu lại gần, chạm vào người các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy. Các môn đệ hỏi người rằng: Vậy sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Người đáp: Ông Elia phải đến để chỉnh đốn mọi sự, nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn.
con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế. Bấy giờ, các môn đệ hiểu người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả. Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu và nói: Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm, nhiều lần ngã vào lửa và cũng nhiều lần ngã xuống nước. Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông chữa không được. Đức Giêsu đáp: Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ? Còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem cháu lại đây cho tôi. Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó. Bấy giờ, các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông: Tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có phải bảo núi này rời khỏi đây qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Giống quỷ này không chịu ra nếu người ta không ăn chay cầu nguyện. Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón: Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua Chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: Thưa, người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn, nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy. Mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền 4 quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Thank you.